Khoảng một tuần trở lại đây, nông dân trồng nhãn xuồng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao vụ thu hoạch chính vụ. Mùa nhãn năm nay do thời tiết thuận lợi, nhãn xuồng cho năng suất ổn định từ 6 đến 7 tấn một hecta. Đồng đất ở đây giàu kali nên nhãn xuồng cơm vàng cho hương vị ngon ngọt không đâu sánh bằng. Những ngày gần đây, loại trái này đang theo chân du khách đi khắp nơi. Nhãn xuồng Lộc An được nông dân trồng và cho thu hoạch chính vụ từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Với những ưu điểm vượt trội như cơm dày, hạt nhỏ, mùi thơm và vị ngọt thanh nên loại trái này được thị trường rất ưa chuộng. Bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 200 tấn. Tháng 6 năm ngoái, nhãn xuồng Lộc An đạt chứng nhận ô cốp 3 sao cấp tỉnh với 12 hộ tham gia trên diện tích 23 hectare do Hợp tác xã Nhãn xuồng Lộc An phụ trách. Mùa nhãn năm nay giá nhãn thấp hơn vụ năm ngoái từ 10.000 đến 20.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, nông dân còn lời từ 100 đến 200 triệu đồng một hecta. Để tăng năng suất chất lượng nhãn xuồng Lộc An, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức cho nông dân tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, đầu tư hệ thống tưới tự động nên cây nhãn ra trái đạt năng suất chất lượng cao.